Trước mắt các bạn là hòm kho báu trá quỷ chỉ có 0,001% người sở hữu, tức là nó còn ít hơn số người sở hữu trái Kitsune. Và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ làm thử thách với những trá quỷ mở ra được từ cái rương kho báu này. Và nếu các bạn đang tò mò tại sao tôi lại có những cái rương này thì hãy nhấn like video và đăng ký kênh đi rồi nói cho nghe nha. Các bạn làm đổ rồi đúng không? Đúng không? Ui sợ quá, sợ quá. Câu trả lời đơn giản thôi, đó là sức mạnh của Pay to Win. What? À, Edith nhớ cho rớt tiền nha. Rớt rớt tiền đó. Đó, ok, ngầu rồi đó. Rồi, còn bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào. Let's go. Các bạn có thể thấy tôi đang có 6 cái gọi là first box và tôi có 2 cái super first box. Cái hòm màu xanh này thì nó sẽ cho các bạn một trá quỷ rương, ví dụ như là Kitsune rương, Dragon rương hay là Mochi rương kiểu kiểu vậy đó. Còn một cái hòm màu hồng thì nó sẽ cho các bạn cái perm, ví dụ như là cái perm Kitsune của tôi hay là perm Mammoth nè. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng những cái hòm màu xanh, còn ở hòm màu hồng thì hẹn các bạn ở video sau các bạn nhá. Right, thử thách đầu tiên của tôi đó là bất kỳ một cái trá quỷ nào tôi mở ra từ cái hòm này thì tôi sẽ phải đi random bằng được cái trá quỷ đó. Ok, các bạn đã sẵn sàng hay chưa? Đây là lần đầu tiên mà tôi được mở một cái rương kho báu này từ khi mà nó ra mắt các bạn ạ. Ok, random first box. Tức là chúng ta sẽ nhấn vào cái hòm này và nó sẽ kiểu boom ra cái kho báu đúng không? 3, 2, 1. The Kitsune, the Dragon. Wow, chúng ta được gọi là 100.000 tiền, 876 phát mình và một trái Ghost. Đây, nó là trái này nè các bạn này. Đó, một trái Ghost. Và bây giờ thì tôi sẽ phải đi random để tìm trái Ghost cho mình. Tôi hy vọng là lần đầu tiên với cái account chính này của tôi sẽ được luôn trái linh hồn. Bam! Má, nó là trái chốt. Có lẽ sẽ hơi mất thời gian một chút. Alright, chúng ta có đến với lần random thứ hai. Ghost. À, nó là cao su. Trá quỷ thứ ba, give me Ghost. Mẹ xuống đáy mẹ luôn. Alright, trá quỷ thứ tư. Let's go. Ok, chỉ trong 4 trá quỷ thì tôi đã được trái Ghost linh hồn các bạn ạ. Hôm nay chắc chắn là ngày may mắn của tôi. Các bạn, chúng ta đã hoàn thành thử thách đầu tiên rất là nhanh luôn. Rồi bây giờ hãy cùng đến với thử thách tiếp theo. Let's go. Alright, chúng ta cùng đến với thử thách thứ hai. Đó là bất kỳ trá quỷ nào tôi mở ra từ cái box này thì tôi sẽ phải dùng nó để đánh bại con boss mạnh nhất tại C3. Tức là không phải Dokin hay Ribbonra đâu nha, mà đó chính là boss Big Mom các bạn ạ. Chứ mà Dokin hay Ribbonra thì thôi bó tay nha. Trước khi mà tôi sở được cái hộp box này thì tôi coi rất là nhiều những YouTuber nước ngoài khác họ mở, thì tôi thấy là đa phần 99,99% những cái hộp màu xanh này nó sẽ cho chúng ta những cái trái rất là dởm, kiểu như là Falcon này kia. Tôi cũng khá bất ngờ bởi vì nãy tôi được trái Ghost đó các bạn. Để xem lần thứ hai này của chúng ta có may mắn hơn lần đầu hay không nha. 3, 2, 1. Bam. Give me Kitsune. Nếu mà các bạn biết cái số tiền mà tôi bỏ ra để mua, để mua một cái box có cái thẻ đó là bao nhiêu, thì chắc chắn các bạn sẽ hiểu tại sao mà tôi cầm cái song kiếm. Nghĩ sao mà nó đưa tôi chết quay vậy các bạn. Tôi giận thiệt sự. Tôi giận thứ nhất là cái hòm nó rất là tốn tiền. Cái giận thứ hai là nó đưa tôi chết quay. Cái giận thứ ba là cầm chết quay này thì làm sao mà đánh Big Mom. Má thiệt, tôi muốn trầm cảm luôn. Tôi muốn trầm cảm luôn. Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà. Cái trái mà trong cái hòm màu xanh là toàn là lỏ không mà. Chỉ có cái hòm màu hồng thì nó mới cho ta một cái thứ gì đó xịn sò rồi các bạn. Nó là bơm vĩnh viễn. Còn cái hòm màu xanh này, má, cái tỷ lệ mà nó được trái Kitsune hay thần thoại gần như là 0%. Nó đéo khác gì cái thằng khứa random tại C1. Just me. Các bạn đang muốn tìm tòi để mua nó thì no. Stop. Đây là bước đi của đại đội trưởng Bi Huỳnh. Cầm trái quay để đối đầu với tư hoàng Big Mom tại C3 các bạn nha. Trời đất ơi, chị chờ con nãy giờ nè. Giờ sao thắng được ta? Má, giờ sao ta? Cắn trộm vậy. Ây ạ, mà cắn trộm đều hợp lý lắm. Sao hết có 2.000 máu thế này? Aslat, ây ạ, đau quá. Trực thăng. Chắc chắn là dùng để chạy rồi chứ đánh không được đâu các bạn ơi. Giao cao gió. Tuyệt kỹ chứ danh của anh Bi Đại Thần lúc mới chơi 5 phút. Lốc cản má.
À đau quá. Má đấm tay luôn vậy. Đấm tay vẫn đau. Giờ làm sao ta? Nhéo cầu nhó. A slap. Boom. Đù mẹ khó quá các bạn ơi. Các bạn ơi, cứu tôi các bạn ơi. Mà khó quá, cầm cái trái này đánh bệnh, cầm trái này đánh Big Mom. Có khác nào cái thử thách khó nhất trên cuộc đời của tôi đều đâu. Tôi đang tham gia một cái thử thách khó nhất trong cuộc đời của mình. Cầm trái quay, đánh một tứ hoàng. Cái trái này dù là trong One Piece hay là trong Lock Food thì nó đều phế vãi cả trường. Các bạn đòi hỏi tôi làm gì? Dù anh Bi vậy thần, có là một thiên tài võ học đi chăng nữa thì đưa cho anh ấy trái phế như thế này thì cũng đều với anh cũng khó lắm các em ạ. Cố lắm rồi đấy. Cố lắm rồi đấy. Không sao. Mình thất bại một lần thì mình tới lần 2. Mình thất bại lần 2 thì mình tới lần 3. Mình thất bại lần 3 thì mình đéo quýnh đó. Được chưa? Mình thua luôn. Đéo tham gia thách thì luôn. Nói đùa thôi chứ anh Bi. Anh Bi mà các bạn. No pain no gain. Thất bại là mẹ thành công mà các bạn anh. Ai da đau quá. À, tuyệt kỹ cuối cùng giáo cao gió. You die. Phê. Trận chiến dài nhất thế kỷ giữa Monkey D. B. Huỳnh và Monkey D. Big Mom. Alright, chúng ta cùng đến với cái thử thách thứ 3. Đó chính là bất kỳ trá quỷ nào tôi mở ra từ cái hòm first box này thì tôi sẽ tặng cái trá quỷ đó vĩnh viễn cho một bạn may mắn ngoài server cộng đồng đã like video và đăng cái kênh của anh B. Huỳnh Gaming, giúp anh ấy đạt 100.000 người đăng ký các bạn nhé. And 3, 2, 1 and bam. Má có thằng sắt đứng bên cạnh, tôi cảm giác cái mùi thối đâu đây. Trái ghost. Ok, cũng được các bạn ạ. Chúng ta có một trái ghost thứ hai trong video ngày hôm nay, và đó cũng sẽ là trái của một bạn may mắn ngoài server cộng đồng sẽ nhận được. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi ngoài server cộng đồng và tôi tìm xem khứa nào nó là fan chân chính của tôi và tôi tặng cho khứa đó thôi. Đang gọi là qua server cộng đồng thì tôi thấy là vừa trả quỷ vừa có gọi là nhà máy luôn các bạn ạ. Rồi luôn gặp cái thanh niên Trinh Trông ở đây các bạn ơi. Sao tôi đấm lại mấy anh này bây giờ? Trời ơi! Trời ơi! Cái đẹp gì vậy? Không sao, chúng ta vẫn còn trả quỷ. Rồi mất luôn trả quỷ rồi, các bạn nhìn trên bầu trời đi. Toàn là những vì sao tinh tú đang bay trên bầu trời. À, có một điểm nữa là cái game Roblox nó đang bị lỗi các bạn ạ. À, không vào được game cho nên là bây giờ tôi không thể nào mà tôi mua được tất cả những cái trá quỷ này. Đấy các bạn thấy không, mua là nó sẽ báo lỗi này. Tại vì Roblox đang bị lỗi ấy. À, tôi phải fake ID để có thể vào được game. Cho nên là tôi sẽ thay thế cái trái God vĩnh viễn đấy bằng một trái Buddha vĩnh viễn mà tôi đang có đi. Ừ, ok, nói chung trái Buddha vẫn ngon hơn trái God mà. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm server nào khác mà nó có những người Việt Nam, thay vì là có những vì sao tinh tú bay trên bầu trời nhá. Alright, tôi đã mời được một thanh niên Việt Nam tên là Ehehehe. Tôi hỏi là trong server này có ai ở Việt Nam không? Thì bạn này kêu là bạn ấy ở Việt Nam. Thì tôi sẽ hỏi bạn ấy xem bạn ấy có phải fan của tôi không nhá. Kênh B. Huỳnh Gaming đang có bao nhiêu người đăng ký? Đấy, nếu như cái bạn Ehehehe Lata này trả lời được thì tôi sẽ give cho bạn ấy một cái trái Buddha vĩnh viễn. Ok chưa? Bạn ấy mới level có 1329 à, bạn ấy trả lời đúng thì chắc chắn là cái trái Buddha sẽ là một cái gì đó tuyệt vời trên cái hành trình mà bạn ấy đạt level max của mình. Trả lời đi nào em. Anh tin em là một fan chân chính của anh Bi. Nhưng mà thường thường fan của anh sẽ không bên Đại úy Hải quân đâu, fan của anh là thường thường là bên hải tặc ăn cướp đồ á, chứ không có bên hải quân cho lắm. Trả lời đi nào. Ai à, nó ngồi nó sớt thật ta. Sao lâu vậy ta? Khoảng 77.000 người đăng ký. À chắc là chat bằng điện thoại các bạn ạ. Ừ thôi vào đây. Thôi vào đây. Em vào đây. Vào đây nói chuyện với anh xíu. Ừ. Có cái mùi gọi là search Google vậy ta. Thấy nó lâu quá các bạn. Nhưng mà thôi không sao, bởi vì bạn ấy cũng khá là dễ thương. Nhìn nó cute, nó giống như thằng em mình, cho nên là mình sẽ tặng cho bạn ấy một trái Buddha. Bỏ cái gì vào cũng được. Ehehe Lata. Nếu em đang có xem video này thì em đã lên TV nhá. Nhớ gọi là đăng ký kênh và kêu tất cả bạn bè like cho anh vào. Ok. Rồi để xem khứa này nói gì với tôi nha. Oh my god. Cái gì nữa em? Anh có một chút phỏng vấn. Sau khi nhận được cái này em cảm thấy như thế nào? Trả lời đi. Cảm ơn anh ra nhiều. À, anh không có ra nha. Cảm ơn anh không có ra gì hết nha. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ nha. Không có ra nhiều nha. Chắc là cô đó còn nhỏ chat bằng điện thoại nên là nó chữ được chữ không, các bạn thông cảm nhá. Ok, như vậy là tôi đã hoàn thành cái thử thách thứ 3. Tiếp tục đến với cái thử thách thứ 4 thôi nào. Let's go.
thử thách cuối cùng của chúng ta, tôi đã mời bên cạnh tôi là Ghostneck006. Bọn tôi sẽ cùng nhau nhập mã code và mở cái box này. Nếu mà ra trá quỷ gì thì tôi sẽ dùng trá quỷ đó để BBB với nhau. Nhưng mà ở lần BBB này thì bọn tôi sẽ được quyền sử dụng võ kiếm và V4 này kia. Nói chung là thích gì sử dụng đó nha. Miễn sao là có cái trá quỷ mở ra là được. Ok không Snack? Ok này. Rồi, và trên tay tôi là một cái bản hợp đồng 10k Robux trị giá với lại hai trái Dragon Vĩnh Viễn khi nó được làm lại. Và nếu như người nào thua người đó sẽ phải giúp cho người thắng là 10k Robux Snack nhá. Em nhớ là lúc anh gọi em vô đây đâu nói này đâu ta. Nha, hợp đồng chứng từ giấy tờ có rõ ràng anh đang cầm trên tay đi cho nên là không thể cãi được nhá. Okay. Rồi bây giờ anh cũng bắt đầu thế nào. Alright, Snack đã nhập mã code để lấy cái hòm màu xanh cho em. Dạ rồi anh ơi. Rồi bây giờ em nhấn chữ nhập cho anh này. Đó, ok chưa? Redeem nó đi. 3, 2, 1 Kitsune please. Please. Ôi trời ơi. Cái đẹp sao anh lại được chơi God nữa rồi. Em được chiếc quay này, vãi cả đời. Mày biết gì không? Đù mé, anh được trong video này anh được tận 3 lần chơi God rồi đấy. Đậu xanh. Mẹ. Ủa mày được chơi quay hả? Em được chơi quay, cay thế nhờ. Thế thì mày chuẩn bị tinh thần thua là vừa đi em ạ. Ôi à, căng quá đi. Ok, tôi đã ăn được trái linh hồn rồi các bạn nhá. Rồi, nói chung là cái hộp màu xanh này các bạn cũng biết rồi đấy. Giá thì cực kỳ chát. Để mà sở hữu nó thì các bạn mua những cái hộp đồ chơi của Blockfoot rất là mắc tiền. Nó sẽ có cái tấm thẻ này và cái tấm thẻ để mở ra cái hòm màu hồng. Nhưng mà tấm thẻ mở ra cái hòm màu hồng thì nó hiếm lắm. Còn cái màu xanh này thì hầu như là trong cái hộp đồ chơi nào nó cũng sẽ có một tấm nha. Nói chung giá cực kỳ chát nhưng mà trá quỷ thì cực kỳ lỏ. Rồi ok, sẵn sàng cho em. Sẵn sàng này. Anh nghĩ là cái bản hợp đồng 10k Robux nên gọi là chốt luôn từ đây nhờ. Này anh cái đồ, tí nữa là 10k Robux đó là anh gift đó. 3, 2, 1 go. No 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 no. Có V4 không anh? Tiếng khóc có âm. Cho V4 luôn. Ok ok anh nhá, ok anh nhá. Đấy ơi. Đấy ơi. Ấy à, nó chơi tộc quỷ các bạn ơi. Let's go. Anh còn chưa mất một cái mạng của trái gót đêm ạ. Yo. Như vậy là Snack đã mất 10k Robux cho cái màn vừa rồi. Hợp đồng anh vẫn đang cầm trên tay Snack ạ. À, nhưng mà hợp đồng đó em đâu có ký đâu. Có chứ, dấu vân tay của mày hôm qua mày ngủ anh có lấy tay mày anh đè nhẹ cái vô cái hợp đồng của anh rồi cho nên là có chứ. Có được hả? Biết. Nói chung là vì Snack thua một trận cay quá muốn gỡ cho nên là bọn tôi sẽ làm thêm một trận nữa các bạn nhé. Ok, sẵn sàng cho em. Sẵn sàng anh ơi, gỡ. Bam, lần này mà ra Ghost nữa thì mé anh chịu thua luôn á. Từ đầu giờ anh toàn ra quay với lại Ghost mà Phước. Mé, mấy nồi. Rồi bây giờ đếm nhá. Một, em ra luôn rồi. Hai, ba, bam. Của em cháy gì? Của anh cháy Rubble, cháy cao su. Em cháy rocket hả? Mé, vui quá rồi. Tại sao nó chơi góc kết các bạn ạ? À? Đéo hiểu sao ra chơi góc kết chứ quay hai trái thấp nhất ạ. Chúng ta cùng đến với trận chiến của hai trái được đánh giá cũng thấp nhất game. Một là trái cao su, còn hai là trái rocket của Snack. Nhưng mà cảm giác như tao mà chơi rocket tao sẽ chơi hay hơn cao su ấy. Cao su tao đều biết đánh mẹ. Rocket em cũng không biết đánh lần này. Rồi 1, 2, 3 go. Ui, căng nghe trời ơi. Cái cây su của tao cũng nó có là chậm anh em ạ. Ai ơi. Đây rồi. Thằng này nó chơi mẹ toàn võ không vậy? Đấy em dạy dù trái quỷ đàng hoàng nhưng mà nó không có đạp thôi. Má nó chơi toàn võ không các bạn ơi. Vãi nồi. Thằng này nó chơi toàn võ không? Nó đéo đánh trái quỷ của phát tao luôn. Có mà chúng hai phát. Thôi. Tao yêu cầu là mày bỏ luôn tất cả mọi thứ. Không xài V4, không xài gì cả. Chỉ xài mẹ trái quỷ thôi vào đây. Để em tiếp đi đâu. Mày ăn gian với tao à? Má nó còn không cộng điểm vào trái gọi là trái rocket các bạn. Nó cộng điểm vào kiếm. Má thằng này vô ác luôn á. Mày xứng đáng là mất thêm 10k Robux nữa. Các bạn hãy vô mẹ cộng đồng bạo lực mạng thằng này giùm tôi phát. À nhân tiện đây thì thằng Snack nó mới bị kiểu như là bị ban kênh lần 2 cho nên là các bạn nào muốn xem nó thì có thể qua kênh God Snack mới của nó nhá. Link mình sẽ để dưới phần mô tả các bạn nhá. Đúng. Nó bị ban rồi các bạn ạ. Nhưng mà nó chơi dơ thế này thì tôi nghĩ rằng là cũng không phải đăng ký nó làm gì đâu các bạn nhá. Sao giờ? Quá dơ chơi mà dám bỏ tăng vào kiếm xong rồi tăng vào kiếm xong rồi BV. Vãi nồi thật, bảo sáu đập tôi đau ếch. Rồi, 1, 2, 3 go. Go, nó đấm tên lửa. Ôi giời, không đích. Tên lửa đạn đạo như cung kiếp. Gì đây, đứng im đánh luôn đây, đứng im đánh luôn đây. Em lần ơi. Đứng im đánh luôn đây. Rồi, đứng im đánh sao chơi lại chứ cô su cái đấm con em chơi đúng lại.
đứng im đánh đi. Má cái này. Cái này chịu luôn á. Má cái chai cao su này chịu luôn á. Má trận chiến không hồi kết luôn á. 10 phút. Tao nghĩ là nên xài thêm võ đấy. À ok. Xài thêm võ đi. Ừ. Hợp lý. Sau khi đánh quá lâu thì tôi quyết định xài thêm võ với thằng Phước, thằng Snake các bạn nhá. Ấy ạ. Ấy ạ. Má chơi sâu anh ngạt. Má. Trời ơi, chịu luôn á. Thôi, nói chung là thua rồi các bạn ơi. Tôi cầm trái cao su rồi, tôi chịu rồi. Tôi cảm giác cá nhân đánh giá của tôi là trái cao su này còn lỏ hơn trái rocket. Ngoại trừ cái việc là nó có một cái chiêu ép bay cực kỳ nhanh ra thì cái trái này đều có một cái tác dụng gì cả các bạn nhá. Hứa luôn. Và cộng thêm với cái sự chơi dơ đến từ Snake thì tôi đã thất bại rồi. Nhưng không sao các bạn, chúng ta sẽ tính ở cái trận đầu tiên vẫn là phần thưởng 10k Robux cho các bạn hợp đồng này. Có lẽ là video này có xin phép và kết thúc tại đây thôi. Chắc là tôi sẽ cố gắng mở thêm một thòm này cho nó hết luôn các bạn nhập pam. Lần này mà ra thêm mẹ God với lại quay nữa tôi chịu đấy. Ê, tôi có một cái thích âm mưu nha. Có khi nào tất cả những cái hòm màu xanh này nó đều có trái God với trái quay em vậy ta? Thiệt luôn á. Chứ cái tỷ lệ của nó quá nhiều các bạn ạ. Đậu phộng nhà nó thật. Anh em ơi, mẹ, anh em đừng mua cái hộp màu xanh này nhé. Hãy mua cái hộp màu hồng ấy. Trong video sau thì tôi sẽ dùng hành trình gọi là 24 giờ đi chơi cái hòm màu hồng này các bạn nhé. Bởi vì nó mở ra những cái perm thay vì là những cái trái gọi là trái rương như thế này. Nếu các bạn yêu thích video này và muốn mình làm tiếp video tiếp theo, đừng quên lại cho mình một like, share và đăng ký kênh. Và đừng quên ghé qua Bí Đại Thần Roblox, link ở dưới phần comment và mô tả mình có ghim ở đó các bạn nhá. Để trải nghiệm những cái tài khoản V4 các kiểu của đa điểu cực kỳ xịn sò. Cũng như là các bạn hãy ghé qua kênh God Snack để đăng ký kênh lại cho thằng Snack nha. Nó bị mất kênh lần 2 các bạn ạ, khá là tội nghiệp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.